Thưa quý vị và các bạn, Ban thường vụ tỉnh ủy Bạc Liêu vừa có công văn phát động tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải búa liềm vàng lần thứ 9 năm 2024. Theo đó, công văn đề nghị tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là lực lượng cán bộ đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về mục đích ý nghĩa nội dung của giải búa liềm vàng. Từ đó, cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng và có nhiều tác phẩm tham gia giải. Bạc Liêu sẽ phát động chấm và trao giải thưởng dòng tỉnh, qua đó lựa chọn các tác phẩm hay gửi tham dự giải búa liềm vàng toàn quốc năm 2024.